Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Rạng sáng ngày 18 tháng 6, người dân phát hiện ông Nguyễn Văn Huấn, bảo vệ một trường học, qua đời trong phòng của một cán bộ trong trường. Việc một ông bảo vệ trường học bị hãm hại với nhiều vết thương tích lại không ở trong phòng bảo vệ, ban đầu khiến dư luận hướng tới nguyên nhân có thể do trộm đột nhập đã ra tay trừ khử ông Huấn khi bị phát hiện. Tuy nhiên, khi cơ quan công an điều tra, tài sản trong nhà trường thấy không mất mát gì. Các phòng làm việc khác cũng không có dấu hiệu bị lục soát. Đặc biệt, tài sản trên người nạn nhân Nguyễn Văn Huấn cũng còn nguyên vẹn. Tình huống kẻ trộm đột nhập, trộm cắp tài sản của trường bị bảo vệ phát hiện dẫn đến giằng co và ông Hát bị sát hại đã được loại bỏ. Cơ quan điều tra tập trung vào hướng mâu thuẫn, cần làm rõ câu hỏi tại sao ông Huấn lại bị hại trong phòng làm việc của một cán bộ nhà trường. Nguyên nhân mâu thuẫn của ông Huấn với các thành viên trong trường hoặc học sinh hoặc phụ huynh học sinh cũng đã được loại trừ. Gia đình nạn nhân cũng cho biết ở địa phương ông Huấn và mọi người không có mâu thuẫn thù oán với ai. Tuy nhiên, theo thông tin gia đình cung cấp, buổi tối trước khi phát hiện ra vụ án mạng, ông Huấn có nói phải đến trường vì lãnh đạo cần gặp. Đây là điều bất thường vì đang trong thời gian nghỉ hè, lãnh đạo nhà trường cũng phủ nhận không có việc gọi điện thoại cho nạn nhân. Tập trung xác minh việc ông Nguyễn Văn Huấn phải nói dối gia đình vợ con để đến trường vào tối 17 tháng 6. Các điều tra viên đã làm rõ đó là bà Bùi Thị Học, 57 tuổi, láng giềng của nạn nhân Huấn. Cuộc gọi cuối cùng của nạn nhân trước khi qua đời chính là liên lạc với bà Học. Khi cơ quan công an đến xác minh, bà Học có thái độ loanh quanh, mất tự nhiên. Đặc biệt, Lê Xuân Thuận, con trai bà Học bỗng dưng biến mất. Chiều 20 tháng 6, biết công an tỉnh Bắc Ninh đang giáo giết truy bắt, Lê Xuân Thuận đang trốn ở Lào Cai đã xin ra đầu thú. Lê Xuân Thuận khai báo thành khẩn, tỏ ra khá thoải mái khi được bộc bạch hết nỗi niềm. Em về đây để đầu thú, nói ra được thế này là em cũng rất ân hận rồi. Bây giờ pháp luật có xử thế nào em cũng chấp nhận thôi. Bố em bất lực, không nói được nên em ức chế. Trong thâm tâm em cũng chỉ định đe dọa ông ấy, vì trước đó em cũng không biết ông ấy là ai. Về mối quan hệ của ông Nguyễn Văn Huấn với bà Bùi Thị Học, mẹ của Thuận, bắt đầu từ bao giờ thì không ai biết. Không ai ngờ rằng cả hai người đã lên chức ông, bà từ lâu. Bà Học cũng đã 57 tuổi, không ai nghĩ ở độ tuổi ấy lại đang chung sống với chồng, bà vẫn khao khát yêu đương. Mối quan hệ bất chính này chỉ bắt đầu bị nghi ngờ trước khi xảy ra vụ án vài tuần. Cô con dâu út đang sống với bà Học phát hiện những cuộc điện thoại lén lút của mẹ chồng. Giữa nàng dâu út và mẹ chồng đã xảy ra xô xát cãi vã từ nghi ngờ này. Góp ý với mẹ chồng cần phải chấm dứt mối quan hệ này không được. Cô con dâu út đành mách với Lê Xuân Thuận là anh chồng và cũng là con trưởng trong gia đình. Nghe em dâu kể chuyện, trong lòng Thuận vô cùng bực bội. Nhưng vì chưa rõ kẻ đó là ai nên anh ta qua nhà nói chuyện với bố. Điều khiến Thuận đau đớn là sau cuộc nói chuyện, người cha không nói gì mà lặng lẽ bỏ sang nhà con trai thứ ở. Thương bố nỗi niềm ốm đau bệnh tật, bất lực trước mối quan hệ ngoài luồng của vợ, Thuận quyết tâm làm rõ kẻ đã phá vỡ hạnh phúc gia đình mình. Thuận khai nhận, em phải nghe hai tai, nhìn thấy tận mắt mới tin mẹ mình có ngoại tình hay không, để xử lý cho êm thấm chuyện này. Nếu quả thật mẹ em ngoại tình thì em sẽ cho ăn đòn, dằn mặt. Để có chứng cứ, từ hôm đó Thuận bắt đầu theo dõi mẹ. Sau bữa cơm tối ngày 17 tháng 6, Thuận thấy bà Học gọi điện thoại cho ai đó với thái độ rất khả nghi rồi vội vàng đi ra ngoài. Thuận hỏi mẹ đi đâu, bà Học đáp đi thể dục, thái độ lén lút khác hẳn mọi ngày. Thuận bí mật bám theo, mang theo dụng cụ gọt hoa quả trong bếp. Khi đến trường trung học cơ sở Ninh Xá, bà Học được ông Nguyễn Văn Huấn mở cổng đón vào. Sau khi đưa bà Học vào phòng một cán bộ nhà trường, ông Huấn quay ra khóa cổng rồi nhanh chóng trở vào gặp người tình. Yên chí vì cổng đã khóa, đôi tình nhân say sưa không chốt cửa phòng.
chứng kiến tận mắt cuộc tình vùng trộm của mẹ với ông Huấn, một người hàng xóm cùng thôn, Thuận vô cùng phẫn uất. Anh ta xô cửa vào, tóm sống kẻ đang làm gia đình mình tan nát. Bị Thuận ghì cổ với hung khí trên tay, ông Huấn vùng vẫy, cắn vào tay Thuận. Đang bức xúc lại bị cắn đau, mặc dù bà mẹ van xin, nhưng Thuận không buông ông Huấn ra. Thuận khai rằng, lúc đó anh ta chẳng thể nhớ nổi đã làm những gì. Chỉ biết hai người vật lộn, sau đó người ông Huấn đầy huyết. Thuận buông ông Huấn ra, chạy về nhà lấy ba lô quần áo bỏ trốn. Thuận khai rằng, đêm đó anh ta đi như người vô định, chạy bộ qua cánh đồng mấy xã về hướng Hải Dương. Sáng sớm hôm sau, Thuận đón xe khách đi Hà Nội, rồi đi tiếp lên Điện Biên, vòng sang Lai Châu, Lào Cai. Biết không thể chạy trốn được, nên khi nghe tin công an tỉnh Bắc Ninh đang truy bắt, Thuận tìm đến cơ quan công an đầu thú. Ngày 21 tháng 6 năm 2017, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Xuân Thuận, 40 tuổi, ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Thủ phạm lấy mạng ông Nguyễn Văn Huấn, 63 tuổi, bảo vệ trường Trung học cơ sở Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Về phía bà Bùi Thị Học, khi thấy Thuận chạy ra ngoài cổng trường, quay vào phòng thấy ông Huấn nằm bất động trên vũng huyết, bà Học gọi thử không thấy động tĩnh nên nhặt chùm chìa khóa mở cổng về. Trong lúc hoảng sợ không mở được cổng, bà Học treo cổng phụ về nhà, bỏ mặc người tình nằm lại mà không trình báo cơ quan chức năng, đồng thời xóa hết những cuộc liên lạc với ông Huấn trong ngày. Sau khi làm rõ vụ việc, cơ quan điều tra công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Học về hành vi không tố giác tội phạm. Vụ án đã tạm thời khép lại, song dư luận thì chưa hết xôn xao bởi mối quan hệ ngang trái của mẹ đẻ thủ phạm chính là nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng. Một thời gian sau, vụ việc được đưa ra xét xử. Trên cơ sở xem xét hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo tại tòa, cân nhắc tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt Lê Xuân Thuận 19 năm tù, Bùi Thị Học 24 tháng tù cho hưởng án treo. Không chỉ đẩy đứa con trai vào tù, bản thân bà Học cũng phải chịu án tù mặc dù được hưởng án treo. Rồi đây, những thành viên trong gia đình bà Học sẽ sống ra sao khi phải chịu đựng những lời dị nghị, dèm pha, đàm tiếu từ những người xung quanh. Gia đình tan nát cũng bởi mối quan hệ bất chính của bà Học gây ra. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.